Chào. Xin chào. Hôm nay mình sẽ nấu một món canh chua từ món cà phổi tím. Và đây là cà, mình sơ chế nha. Đặc biệt là chỉ mình nấu canh chua cà phổi này là một món cà duy nhất với canh chua. Để anh em nếm. Mình nấu với đậu hũ tươi nha các bạn. Đây là thau mình sơ chế cà, gọt cà. Và mình cà mình gọt vỏ nha. Cà phổi tím thì cũng rất là ngon. Rồi đây là tỏi, tất cả những nguyên liệu. Đây là chanh mình chuẩn bị để mình nấu món canh chua. Và đây là cà chua. Rồi cà phổi sau khi gọt xong thì mình sẽ cắt nó ra. Cắt cà phổi ra, cắt vừa miếng ăn nha. Cắt vừa miếng ăn, không quá lớn không quá nhỏ. Miếng cà này nó rất là ngon, trắng phuốt. Rồi, cái nồi canh chua của mình hôm nay đặc biệt chỉ có cà phổi với cà chua thôi. Thường thì canh chua mọi người có nhiều cách để nấu. Người thì nấu với làm chua thì bằng me, giấm. Và có một loại trái cây là trái bứa, ở đây người miền Tây Nam Bộ mình cũng hay nấu. Rồi nguyên liệu chế biến của mình đã xong, mình chuẩn bị khâu để nấu nha. Đây là tỏi. Mình xức khử tỏi lên cùng với cà chua, cùng với đậu hũ. Mình sẽ cho tỏi vô chảo rồi xào lên cho nó thơm. Thì trong đây mình có một ít đậu hũ tươi, mình chiên hơi dập dập. Mình có thể để tươi cũng được, nhưng mà trong đây mình chiên hơi dập dập với đậu hũ cũng ngon. Rồi cái chén mình cho cà chua vào. Đặc biệt là cái món canh chua của mình ngày hôm nay mình không có để nhiều nguyên vật liệu gì hết, chỉ có hai trái cà chua và bốn trái cà tím, nấu chỉ một tô đủ cho hai người ăn thôi. Rồi chúng ta cho nước vào nha. Xong mình sẽ cho nước vào, nước canh chua đủ cho hai người ăn thôi nha các bạn. Và tiếp tục mình sẽ nêm hạt nêm. Mình sẽ cho một ít hạt nêm vào. Muỗng bột ngọt nhỏ. Một chút xíu nước tương nấu. Bởi vì trong canh chua này mình cho nước tương nấu vô, nó sẽ tăng hương vị của canh chua rất là đậm đà. Và một chút xíu đường. Thường thì canh chua hay là canh gì của mình đó, thì mình cũng để rất là ít đường, nhưng canh chua mình để hơi nhiều một chút cũng được. Tại vì bởi vì nó sẽ có cái độ chua dằn lại. Rồi đây khâu chuẩn bị. Đây là chanh. Hôm nay mình nấu canh chua với chanh nha các bạn. Mình chuẩn bị chanh. Mình có vắt hết nước chanh ra khỏi vỏ.
Rau mùi của mình gồm có lá quế với lại ngò ôm. Đây là hai loại rau mùi chín để mình để vô canh chua mình chuẩn bị sẵn. Sau khi đợi canh chua nó chín rồi mình hãy để rau mùi vô. Như vậy là nước sôi của mình nó đã bắt đầu sôi lên, mình sẽ cho cà vào, cà phổi vào. Sau khi cho cà phổi vô xong rồi thì mình sẽ đậy nắp lại và mình đợi nó sôi chín. Sôi lên một đợt nữa nó sẽ chín. Đậy nắp lại nha các bạn cho nó mau sôi. Nước đã sôi nhiều. Cái này mình cho me vô. Mình cho nước chanh chứ. Mình cho nước chanh vào. Vì nước chanh cũng sẽ làm cho cà nó sẽ trắng thêm, nó không bị đen. Đặc biệt là canh chua của mình nó chỉ có hai món cà là cà phổi và cà chua. Rất là thơm. Và đặc biệt nữa. Món canh chua của mình ngày hôm nay rất là đặc biệt nha các bạn. Mình sẽ cho một ít hạt nêm này, là hạt nêm nó có chua chanh hạnh sẵn. Nó hơi thiếu mặn, mình cho thêm một chút. Rồi, rất là vừa ăn. Rồi, cà nó chín rồi mình sẽ nhấc xuống. Canh chua của mình đã chín, tắt bếp, nhấc xuống. Và khâu cuối cùng là mình sẽ cho rau mùi vào. Đây là rau mùi gồm có ngò ôm và lá quế, rất là thơm. Rồi mình cho ra tô nha các bạn. Và đặc biệt là canh chua thì hôm nay mình sẽ ăn cùng kèm với bún. Đây là bún. Canh chua ăn với bún rất là ngon, cũng là một món ăn đặc sản đặc biệt lắm. Canh chua vừa cà phổi với lại đậu hũ và ăn kèm với canh với bún thì cũng là một món ăn đặc sản của người ăn chay. Mình cũng chỉ nấu với đậu hũ tươi, cà chua, cà phổi và nêm nếm cho thật là vừa ăn thì nó sẽ trở thành một món ăn rất là đặc biệt cho gia đình mình ngày hôm nay. Và đây là mâm cơm của gia đình mình. Gồm có đậu hũ mình chiên giòn, nêm một ít hạt nêm cho vừa ăn, và một tô canh chua, bún. Mời mọi người cùng thưởng thức một bữa cơm chay gia đình đơn giản, thuần khiết, đầy đủ dinh dưỡng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vì bữa cơm chay gia đình này, mong mọi người hãy phát tâm Bồ Đề, ăn một bữa cơm chay cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, phát tâm Bồ Đề. Nguyện cầu cho hòa bình thế giới, nghiệp chướng của chúng sanh được tiêu trừ, bệnh tật, bệnh dịch tiêu tan. Nam mô A Di Đà Phật.